ngỡ ngàng khi thấy Nam Thư tìm người yêu cho tình cũ trên sóng truyền hình. Ngay chính Quách Ngọc Tuyên cũng không ngờ Nam Thư có thể nhắc lại chuyện quá khứ của họ trước đông người. Mới đây, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã xuất hiện trong chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Đến với game show này, anh mong muốn tìm cho mình một cô bạn gái để đồng hành với mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, một bất ngờ lớn với người xem khi tình cũ của nam diễn viên cũng có mặt ở đây. Không ai khác chính là MC Nam Thư. Xuyên suốt chương trình, kiều nữ làng hài không ngừng ngại chia sẻ thẳng thắn về mối tình ở quá khứ. Dù từng nhiều lần từ chối khi được hỏi trước đó, Nam Thư xúc động cho hay, mối tình thổ hàng vi 6 năm mà Ngọc Tuyên đang kể trong chương trình chính là mình. Khi yêu nhau lẫn khi kết thúc, cả hai đều cư xử với nhau hết sức văn minh, vẫn là bạn. Ngay cả khi Nam Thư quay sản phẩm của riêng mình và hoàn toàn không có cách xê, Ngọc Tuyên vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ hết mình. Nữ MC cho biết lý do chia tay ngày đó là vì cả hai còn quá trẻ, lúc đó Nam Thư chỉ có 19 tuổi. Đây là lúc họ rất mờ mịt trên con đường tương lai của mình. Ngoài ra cô thẳng thắn, nếu ai hỏi Nam Thư còn thương Ngọc Tuyên không, Nam Thư sẵn sàng trả lời còn thương, rất thương. Nhưng để hỏi còn yêu không thì không còn yêu nữa, Ngọc Tuyên sẽ là một người bạn hết sức tuyệt vời, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Chính Quách Ngọc Tuyên cũng ngỡ ngàng khi thấy người yêu cũ nhắc lại chuyện quá khứ. Dù mọi thứ đã qua, nhưng anh cũng không giấu được sự xúc động. Cách đây khá lâu, nam diễn viên từng chia sẻ về chuyện tình 6 năm giữa cả hai với truyền thông. Quách Ngọc Tuyên tiết lộ, khi yêu nhau kinh tế của họ không khá giả, nhưng tình cảm thì lại rất nhiều. Cả hai được gia đình cũng như các đồng nghiệp ủng hộ hết lòng. Yêu nhau nhiều năm, nhưng chỉ chia tay trong vài phút đồng hồ. Về sau, cả hai đều hẹn hò với người mới, nhưng đều không có một cái kết đẹp.